Hello các bạn, welcome to Nails Life with Catherine. Mình nhận được một câu hỏi là nếu mà tiệm có bán những cái bao tay hay là những cái vớ mà để bọc tay cho khách, bọc tay bọc chân cho khách thì mình sẽ quảng cáo như thế nào đối với khách? Và mình nghĩ là các bạn đang nói về cái công dụng phải không? Khách hỏi cái này để làm cái gì thì mình nói ra cái công dụng của cái bao tay hoặc là cái vớ phải không? Thì mình thấy trên thị trường có hai loại, một loại là keratin, một loại là collagen. Thì đầu tiên các bạn muốn biết được cái cách sử dụng như thế nào, các bạn phải hiểu keratin là gì và collagen là gì. Keratin là một lớp sừng cấu tạo nên móng tay và tóc các bạn nha, lớp sừng là cấu tạo lên móng tay, móng chân và tóc. Còn collagen là một loại protein. Nó liên kết các mô và các cơ lại với nhau. Collagen có chức năng giống như là cái chất keo giữ cho các mô và các tế bào liên kết chặt chẽ với nhau, thì để cho mình có một cái làn da căng mịn. Chứ nếu mà mình bị thiếu collagen á, thì da mình sẽ bị bủng bèo, sẽ bị loãng, sẽ bị nhão. Đó là cái sự khác nhau giữa keratin và collagen. Các bạn nhớ keratin này. Keratin. Còn collagen là các protein để liên kết, làm chống lão hóa, làm cho da đẹp. Thì nói chung cho hai loại đó, các bạn có thể dùng cái câu thích hợp. Cái bao tay này để làm gì? What is this for? What are the gloves for? What are the socks for? Chỉ cho các bạn sự khác nhau như vậy thôi. Nhưng mà thiệt ra đó, mình coi trên cái thành phần và cái công dụng của cả hai loại keratin và collagen á, thì mình thấy nó làm cái công dụng giống nhau. Mình nghĩ là cái nhà sản xuất đó, họ không có quan tâm cái sự difference, cái sự khác nhau. Họ chỉ bỏ đại như vậy thôi. Chứ thiệt ra những cái sản phẩm mà làm keratin là nó sẽ giúp ích cho cái nails và cái móng chân và cái nails, cái móng tay, nhưng mà họ không có đề cập đến cái đó nhiều trong cái công dụng của cái sản phẩm mà keratin, mà họ nói chung chung là tốt cho da và dưỡng ẩm. Thì nói chung là như vậy. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn một vài cái benefit, những cái lợi ích của cái vừa keratin mà vừa collagen. Nhưng mà các bạn phải hiểu keratin là nó bổ ích cho móng tay và collagen thì bổ ích cho da nha. What are the benefits of the collagen gloves? What are the benefits of the collagen socks? The keratin helps your nails stronger and moist. The keratin helps your nails stronger and moist. The keratin helps your nails stronger and moist. This là cái này nói chung, bạn có thể dùng cho vừa keratin vừa collagen. Còn cái câu đầu tiên này chỉ dùng cho keratin thôi nha. This helps the skin smooth and moist. 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 This increases skin hydration and elasticity. This increase skin hydration and elasticity. 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 This increase skin hydration and elasticity. This increase skin hydration and elasticity. What is this for? What is this for? What is the keratin helps your nails stronger and moist.
The keratin helps your nails stronger and moist. This helps the skin smooth and moist. This helps the skin smooth and moist. This increases skin hydration and elasticity. This increases skin hydration and elasticity. Thank you. Follow for more. Bye-bye.